mặc dù là nông dân rất giỏi trong sản xuất. Và thậm chí, ông Hải cũng đã từng dành hàng giờ để tư vấn trực tiếp cho khách hàng về nông sản do mình làm ra. Thế nhưng, ông lại gặp nhiều khó khăn lúng túng khi xúc tiến bán hàng qua thương mại điện tử. Khó khăn ở đây là các hợp tác xã là vùng sâu, vùng xa, vùng nông nghiệp vùng sâu ấy, họ chỉ biết kinh doanh thôi. Cái thứ hai là những cái hợp tác xã mà là những cái lãnh đạo hợp tác xã là cũng đứng tuổi rồi. Quá trình mà làm cái công tác thương mại điện tử thì về máy móc đồ các thứ là nó hơi khó. Tây Nguyên nổi tiếng với các nông sản đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, trái cây đặc sản. Thế nhưng qua khảo sát của ngành chức năng, lượng tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử lại rất hạn chế. Vì vậy, Bộ Công Thương và các tỉnh Tây Nguyên đã phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng lực, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử. Sở Công Thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh là tổ chức thực hiện cái chương trình phát triển thương mại điện tử, trong đó là đặc biệt quan tâm đến cái phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thanh toán và các cái giao dịch và các cái sàn thương mại điện tử. Hoạt động chuyển đổi số của Tây Nguyên thì còn manh nha, tuy nhiên thì tôi lại cho rằng đấy là cơ hội nhiều hơn thách thức, bởi vì là khi mà sự bắt đầu thì là có thể doanh nghiệp sẽ có được một cái kế hoạch tổng thể để có thể đẩy mạnh chuyển đổi số cũng như là phát triển thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, kết hợp thương mại điện tử, ứng dụng phương thức bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Một hợp tác xã tại tỉnh Gia Lai đã thu hút trên 33.000 lượt người mua năm 2023, giúp tăng trưởng doanh thu hơn 60% so với phương thức bán hàng truyền thống.